Xin chào mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình nha. Như cái video hôm qua mình có bảo là các bạn hãy quyết định xem là mình nâng cấp thứ gì. Và sau khi kiểm tra thì mình đã biết được bệ pháo 16 chính là thứ mà các bạn yêu cầu mình nhiều nhất là để nâng cấp lên sao tím các bạn nha. Rồi, không chần chừ nữa, chúng ta hãy cùng tiêu 550.000 tín dụng để nâng cấp bệ pháo 16 lên full sao tím nha. Hiện tại mình đang có 29 bản thiết kế của nó và mình cần 27 bản thiết kế. Tất cả những bản thiết kế này đều là trong quá trình mình chơi, mình mở thùng nó có thôi. Đấy, từ cái lúc cái bệ pháo này ra mắt đến bây giờ các bạn xem là bao nhiêu lâu rồi. Thế mà đến bây giờ hiện tại mình mới có từng này bản thiết kế. Qua đây thì mình cũng chỉ muốn các bạn là hãy cứ bình tĩnh để tiết kiệm và hãy tích góp cho mình những cái bản thiết kế thôi. Đừng quá là nóng vội các bạn nhé. Ok, mình sẽ nâng cấp này. Bấm một phát là bay màu chục này tín dụng nhá. Bấm này. Rồi ok. Vậy là mình đã có bệ pháo 16 full sao tím và hiện tại cái lượng tín dụng của mình còn 300k thôi nhá. Rồi, ra đây thì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi nha. Mình đi vào đây này. Bấm này. Rồi đây. Đó, mình đã hoàn thành chừng này nhiệm vụ rồi. Mình sẽ có 1 2 3 4 5 5 cái bế quay này nha các bạn nhá. Rồi, vậy là mình đã có 5 cái bế quay ở đây. Hôm qua mình làm video vẫn có bạn kiểu ở đây nó đã ghi rõ ràng đây rồi, đây rõ ràng đây rồi, đây cái token đây nó màu đỏ đây, nó ghi là đổi lấy tín dụng cả Ercoin đây. Thế mà vẫn có bạn vào video hỏi mình là có thật hay không, thế mình cũng chịu luôn đấy. Chữ số dành ra thế này rồi vẫn hỏi có thật hay không. Bây giờ thì mình sẽ không quay đâu, mình sẽ để 5 cái về quay đấy để mình đợi hết sự kiện mình đổi xem được bao nhiêu Ercoin nhá, mình cả bao nhiêu tín dụng các bạn nhá. Trong video này mình sẽ trải nghiệm lại cái combo Redox với cái bệ pháo 16 phun ra tím nhá. Lâu rồi thì mình cũng không sử dụng con này, trải nghiệm chút xíu các bạn nhá. Tiếp theo là mình muốn nói đến cái playoff này một chút xíu nữa nhá. Mình đã có tận 170 điểm do là mình có mở cái thùng này này. Đây, cái thùng nghiệp dư các bạn này, thùng nghiệp dư này. Đó, 50 điểm một thùng. Có lỡ mở hai thùng trong cái quá trình làm nhiệm vụ hàng ngày á các bạn. Thì mình cũng muốn có một cái sự lưu ý cho mọi người để mọi người cảnh giác nhá. Đấy, chứ lỡ mà các bạn cày nhiệm vụ hàng ngày nhiều quá các bạn không để ý mà các bạn cứ mở những cái thùng này ấy, là nó mà đầy cái thanh này sớm này thì cũng hơi mệt nhá. Đây kiểu đây này, kiểu mỗi cái nhiệm vụ nó đều có những cái thùng ở cuối cái giai đoạn này này, nó đều có cuối đều có cái thùng ấy. Đây này, nó đều có những cái thùng này này, nên là mọi người phải chú ý nhá. Đấy, làm thì nói chung làm ít thôi, đừng có nhận cái thùng này, chả không nó vỡ bể vỡ kế hoạch của các bạn ấy. Tiếp đến là cái playoff này đây. Cái playoff này mình đánh giá là bạn nào mà có clan này, có bạn bè này, chơi có nhiều thời gian chơi với nhau thì đây là sự kiện rất là tốt này. Cái nhắm đến ở đây đó chính là sử dụng chìa khóa vận may cả thắng 5 trận đấu liên tiếp. Cái chìa khóa vận may chính là cái vàng đây này các bạn này. Đó, cái này thì đợt trước thì mình cũng đây cái chìa khóa vận may đây. Cái này đợt trước thì mình cũng có chia sẻ video rồi là các bạn có thể tham gia giải đấu, cứ tham gia vui vui chơi chơi thôi, không cần quan trọng top 1 mà các bạn hãy hướng đến là tích cái chìa khóa vận may để các bạn sẽ thử sức ở đây hoặc cũng là playoff đúng không? Ở đợt trước thì mình có làm video là mở khóa 1.000 chìa khóa vận may thì phải, mình vẫn nhớ là mình có làm cái video đó. Nên là wow, nếu như bạn nào tích được rất nhiều chìa khóa vận may ở thời điểm hiện tại thì đây cũng là lúc để các bạn có thể bung lụa nha các bạn nhé. Đó, sử dụng 20 chìa khóa vận may thì nó được 150 điểm. Đấy, mà các bạn không có tầm 1.000 cái đi thì cũng tha hồ. Thế còn nếu mà các bạn không có chìa khóa vận may thì làm sao, thì hãy chú ý đến cái nhiệm vụ thứ hai của nó là thắng 5 trận liên tiếp là 100 điểm. Đấy. Nghe qua thì cũng từ phần thưởng cái đã. Phần thưởng đây, top 1 là 800 Ercoin, top 2 là 600, top 3 là 400 Ercoin. Rất là tốt, rất là giá trị nha. Thì ở đây thắng 5 trận thì nghe có vẻ nó quá là kiểu mất thời gian mệt đúng không? Tuy nhiên ý, cái mẹo ở đây là các bạn hãy chơi cùng nhau. Đấy, chơi cùng bạn bè, chơi cùng clan, có team 5 thì lập team 5, team 3, team 4 thì đó thì lập. Nói chung là cứ chơi được cùng nhau thì cái tỷ lệ các bạn thắng thì nó sẽ nhanh thôi. Và nếu mà có được hẳn một cái team 5 ấy thì nên chơi chiếm cứ điểm. Đấy. Ví dụ có một trận mà các bạn nếu mà team của các bạn còn yếu ấy, tầm
hai ba ca lực chiến thôi ấy, mà ví dụ gặp nguyên một cái team bên kia chẳng hạn thì có thể có cái sự lựa chọn là thoát trận luôn, thì nó sẽ đảm bảo cái tiến độ cho các bạn. Còn nếu mà team của các bạn khỏe 6 7.000 ca 9.000 ca lực chiến gì đó thì cứ thế mà chiến thôi, chả gì phải sợ cả. Cái tỷ lệ thắng trong cái chế độ cứ điểm mà các bạn đi được cùng team với nhau ấy, thì mình thấy là nó phải đến 90% thắng luôn. Và nếu như mà các bạn ép được trận đấu nhanh ấy, đấy phối hợp ăn ý ép được trận đấu nhanh ấy, chia sẻ công việc tốt ấy, thì mình thấy là 5 trận liên tiếp ấy nó chẳng hết là mấy phút của các bạn đâu, rất là nhanh thôi. Để cứ có thời gian cày cuốc thì mình tin là các bạn sẽ nhanh được cái playoff ý thôi nhá. Thế còn mình thì sao? Mình có ý tưởng gì không? Có, mình có một ý tưởng rất là hay và rất là thú vị cho những người gọi là thích chơi solo như mình. Đó là mình sẽ dùng nick chính này và mời nick phụ của mình chơi 2v2 các bạn ạ. Đó, đơn giản đúng không? Một mình sẽ cân trong cái bản đồ 2v2 đó và cái nick phụ của mình sẽ chỉ có đứng im thôi, không cần làm gì cả. Đấy, đơn giản như vậy. Wow, nhưng mà nghĩ như vậy thì thôi, tất nhiên là nó sẽ phải có thời gian đúng không? Nhưng mà mình thì cũng không có nhiều thời gian cho lắm nên mình chỉ nêu như vậy. Bạn nào mà có muốn thử thì có thể thử chơi theo cách đó nhé. Rồi, hãy đến với một trận đấu cái gì Upman này. Mình sẽ dùng Panther trước đi. 3, 2, 1, go. Mình định dùng con Redox kia nhưng mà nghe có vẻ mình có linh cảm là nếu mà dùng thì mình sẽ mất lợi thế ngay từ đầu trận mất. Nên là mình thôi. Đi ngay mà. Đợi, có một con nữa ra đây. Cắn luôn. Đánh này này. Ok. Đây có hai con này, tiêu diệt con này trước nha. Bên cánh trái của mình có nha, cánh trái đây này, không biết bọn này nó lo được chưa. Mình sẽ ra đây con cái hàng ra, nhìn bên này nha, nhìn bên này này. Ok, thế nào, không có này. Rồi lui về nha, lui về nha, lui về nha. Bên này bị nó chiếm rồi, cái thanh niên này khá quá nhờ. Rồi xong, xác định luôn. Từ từ nha, mình cần không lộ sai nha, mình sẽ đi ra sau lưng nha. Mất công mình canh ở cái cột trung tâm nãy giờ mà cuối cùng lại để cái bọn này nó như này đấy. Cái gì đây? Thôi xong rồi. Ở đây bị hạ con Eclipse với khẩu bắn tỉa em à. Này thì mình sẽ có hai sự lựa chọn nhá. Lựa chọn đầu tiên đây này. Chạy đây. Ôi chạy được rồi. Nó ra. Nó ra nó chơi mình các bạn ạ. Rồi. Ok nha. Dám ra nó chơi mình luôn á. Bình tĩnh nha, chắc chắn nó sẽ spawn ở kia. Mình cần hồi kỹ năng cái đã. Mình cần hồi kỹ năng cái đã. Đâu rồi? Nó không spawn ở đây à? Mình chiếm cái cột này cái đã nhé. Nhiều khi mình cố gắng kiểm soát rồi đấy mà cái thế quá nào, thế trận nó vẫn cứ trôi đi bên kia này. Đây 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 đây, thấy rồi nha, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Thấy rồi nha, thấy rồi nha, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Bắt được rồi này, làm gì đây? Làm gì đây? À, đau thế. Cái con phóng đĩa này. Từ từ nha. Mình đâu rồi? Đây có hai con. Đây 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 đây. À, Seeker nha các bạn nha, Seeker nha, mình nhìn thấy con Seeker nha. Mình nhìn thấy con Seeker nha, mình nhìn thấy nha. Phải không? Phải không? Phải không? Đây này, đây này, đây này, đây này. Phải không? Phải không? Từ từ bình tĩnh nha. Rồi, nó nhìn thấy mình rồi. Từ đỏ này, chạy luôn này. Ui, không kịp. Đây này, đáng nhẽ từ cái lúc mà hai cái vòng tròn trắng nó mở to ra một cái là mình đã phải đi luôn rồi. Nhưng mà mình lại để nó đỏ rồi, nó mình mới phi thì lúc đó nó ở sau lưng mình mất rồi. Các bạn chú ý nhé, các bạn nếu mà lần sau gặp thì các bạn chú ý nhé, là khi cái vòng tròn trắng này ấy, nó mở to ra một cái là có nghĩa là các bạn phải chạy luôn rồi, chứ đừng để lúc nó thành màu đỏ. Thành màu đỏ là nó đứng ở sau lưng bạn mất rồi. Rồi, nó nhìn thấy mình rồi. Từ đỏ này, chạy luôn này. Ui, không kịp. Ui, nó phun tím rồi. Nó phun tím rồi, hơi khó nhỉ. Rồi nha. Từ từ nha. Mình sẽ đi ra đây này. Mình sẽ đi ra đây này. Đâu, nó đâu rồi? Không được rồi. Mình không có mục tiêu để mình đi chứ. Mình không có mục tiêu để mình đi, cay thế. Cái pha này thì lỗi mình nha, mình nhận sai nha. Nó ở bên trái mà mình lại cứ nhìn ở phía trước mình tìm nó, thế là thành thử ra mình cũng không có mục tiêu. Nên là mình đã bị, nói chung là tấn công pha này khá là ngớ ngẩn, mình đánh giá là như vậy. Lỗi pha này của mình nha.
sẽ đi ra đây này, mình sẽ đi ra đây này. Đâu nó đâu rồi? Không được rồi. Mình không có mục tiêu để mình đi chứ. Mình không có mục tiêu để mình đi, cay thế nhỉ. Nó tầm này hơi khó rồi. Tầm này thì hơi khó rồi. Một này này. Được không đây? Nột. Hai này. Nhơn này, cơ này. Nãy mình định nó dịch chuyển đến mình thì mình dịch chuyển đi chỗ khác, nhưng mà mình không có đối tượng để mình dịch chuyển nữa. Nên mình mới bị fail cái pha đó. Cay thế. Nên là mình chưa làm được cái gì luôn á. Mất thế thượng phong quá. Nó đang chiếm cái thế chủ động á. Ơ, thanh niên này. Ngáo ngơ, ngáo đá này, ngáo đá này. Này đi, này đi. Được nha. Tội nè. Hết chưa? Eclipse rồi này, Shirt này, Seeker rồi này. Rồi còn một con nha. Có phải không? Nó còn một con thôi. Còn một con đó, con nào ấy, không biết. Đâu à? Đứng đây nghe có vẻ không ổn nè. Đứng đây dễ bị ăn đòn quá. Rồi lộ tầm nhìn rồi. Bên kia, nó còn bắn tỉa em nha. Đây, ui, mình hết robot này. Tắt là đen cho mình. Rồi, hai bắt đầu trận đấu khác nha. Cái này Nhật Bản hay là gì đây mình chưa biết nữa. Kệ. 3, 2, 1, go. Rồi. Cái quái là vẫn vào lại cái bản đồ này. Đây này, chắc cũng phòng đĩa đây. Cái công này thì một phòng đĩa hay là phòng xoáy, chỉ có hai loại đó thôi. Ui, pháo xoáy. Mình nói chuẩn thật. Cái này thì nguy hiểm cho mình quá. Cái này thì mình phải đi ở chỗ khác ấy. Đứng ở đây chả làm ăn được cái gì. Pháo xoáy thì nó... Bản đồ này hơn kèo mình rồi. Thử đây này. Bắn cũng bay bay phết đấy. Nói chung thanh niên cũng hơi sợ. Không đến mình vẫn vui thôi, chứ tỷ lệ mà bay được đến đấy ăn được thì cũng khá là khó. Thanh niên đi ở đây rồi này, không được. Bây giờ thì bắn nó bay quá, khá là bay á, bắn nó không ăn thua. Khóa vào người mình à. Phá người mình rồi. Giờ phải bắn được xuống chân tường cái kìa, mà bắn được xuống đấy thì mình cũng no đòn mất. Đây này, bắn lên đây này. Được. Rồi, xác định luôn. Cứ phải để đại ca Onyx ra để xử cơ. Được người đấy à. Bắn cho to đầu đấy. Về đây này. Ok. Cho từng to gớm nhờ, để xem anh bạn bên này ra con gì đây. Chưa thấy ra. Một con Itchard. Ok. Ui rồi. Con này nó đúng phải gọi con vò điên thật đấy, nó bắn. Rồi nha. Nổ tam an luôn. Nổ cái đâm đốt này. Thứ gì chịu nổ. Đây này. Mình nạp lại đá chút xíu nha. Bạn này đang ra bên kia. Thôi bạn này nó ra đây nhiều ghê nhỉ. Tiện cho mình quá. Mình cứ đứng đây mình bắn là ngon này. Thơm. Rồi con này còn một chút HP thôi. Cứ tưởng nó bắn mình nhá. Mình đứng ở đây nhử cho nó lại gần chút xíu thì mình bắn vào tường nha. Đấy. Thơm ngay. Rồi nha. Nghe bên kia thất thế thế nhở. 100m đang đứng đây. Rồi mình ra đây mình chơi là ngon nhá. Đây cái góc đẹp. Từ từ nha, bình tĩnh. Chỉ được. Ok con này. Rồi không được gọi. Ôi mày nha. AT là đủ nha. Bắn thử vào đây phát này. Không có. Này có một con đúng không? Ê cái thầy quái nào. Nó bắt được mình rồi. Kìa. Mình vẫn chưa. Cái đoạn ấy mình bị làm sao ấy nhỉ? Mình chưa được hóa giải khống chế à? Bắn hết chưa?
kìa. Cái thế quái nào. Cái thế. Nó chịu đấy. Con này nó làm mình khó chịu ấy. Con mình ra đằng này ấy. Đi ra đây. Cái con này. Đâu rồi, con này trượt kia. À đây 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 đây. Nghệ thuật nha, nghệ thuật nha, nghệ thuật nha. À, bắn nếm kiếm rồi. Làm gì được, làm gì. Ui, làm cái gì. Làm cái gì. Hết kiếm vòng chưa. Không biết mình vẫn chưa biết mình dùng cái gì không. Này thì chưa biết này. 85 rồi. Mình nghĩ trận này mình lại thua tiếp này. 99. Chịu luôn. Rồi mình chơi vắng nữa nha. Mình chơi vắng nữa nha các bạn nha. 3, 2, 1, go. Ok. Cố ghi một ván nào. Ghi một ván để con đi ngủ nào. 1, 2. Ok. 2 điểm nha. 2 điểm. Đây này. Oh, còn chế luôn này. Cái tăng hình chưa. Này thì xác định nha. Xác định tiếp này. Chạy lên quận. Vừa nãy mình có xem lại cái tình huống mình bị con Seeker tấn công cái con shirt của mình ấy. Thì mình thấy rằng là mình bấm nó vẫn bị chậm. Kiểu cái lúc mà cái vòng tròn ấy, cái vòng tròn đỏ nó mở, ui, cái vòng tròn đỏ nó mở rộng ra cái thì nó chuyển sang màu đỏ ấy. Cái vòng tròn nó ngắm mục tiêu ấy, mình phải bấm trước lúc ấy một chút. Đấy, mình bấm khi mà nó chuyển đỏ rồi ấy, thì nó đã ở sau lưng mình rồi. Mới cả nó dùng siêu pháo nữa bắn sau lưng mình, qua đó mình chạy thẳng cũng. Và đó cũng khó cho mình quá. Nhưng trận ý khá là tiếc. Trận ý mình cũng chưa ở trong cái hoàn cảnh ngon á. Mình hy vọng là tương lai mình sẽ gặp lại một con Seeker 06 tím á. Tương lai hy vọng là mình sẽ gặp lại nó để mình có thể chơi lại nó. Mình còn hai này. Đâu rồi? Con này nó ở trong này và sao? Con nào vậy? Mắc mớ gì chui lên đây vậy? Mắc mớ gì chui lên đây? Đây có hai con này. Rồi nha. Ui, tí đi được cái double kill kìa. Anh bạn này có một chút HP thôi, nãy mình để ý rồi. Nãy mình để ý rồi. Đây này. Đây này, đây này. Ui, ném đây ngon này. Ném đây ngon này. Được không? Đấy, ui, thế mà được có một điểm kìa. Còn ở đây một con. Cái này có cần mình ra tay không? Đây hai này. Đi lại đây gần chút xíu nha. Đây. Oh, cối à? Cối tên lửa. Chạy, ui, chạy bị hướng kìa. Này thì mình đừng ra Seeker nhá. Biết rồi anh bạn này dùng cối, mình tự tin hơn hẳn. Kìa. Ủa. À, nó tốc biến à. Hỏi chấm. Các bạn thấy ảo không? Rõ ràng là mình quay đây mình thấy rồi mà thì quái nó giật được ra sau lưng mình á. Game ơi là game này. Game chán thế. Cái thế nào? Có ở đây không? Ở đây. Thử lại lần nữa này, có tốc biến được hay không đây? Tốc biến bằng niềm tin. Giật hết cả cửa mình. Không biết nói nào mà lần. Đây rồi. Rồi, hello. Một đọp nè. Ok chưa? Rồi nha. Rồi. Video của mình hôm nay đến đây thôi. Những cái máy quay thì mình sẽ đợi hết hạn là 5 ngày và 22 giờ nữa. Đây, 5 ngày và 22 giờ nữa cái sự kiện này nó sẽ hết hạn. Và mình sẽ nhận để xem là cái 5 cái máy quay này nó sẽ đền bù cho mình bao nhiêu tài nguyên. Đấy. Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay, thú vị thì đừng quên là đăng ký kênh, ủng hộ mình, like, ủng hộ mình để giúp kênh mình phát triển hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!